tiểu sử tiên sinh chu an sĩ tiên sinh tên thật là chu mộng nhan còn có tên khác là tư nhân hiệu an sĩ là hàng trí thức ở đất côn sơn ngài thông hiểu kinh tạng tin sâu pháp môn tịnh độ nên tự lấy hiệu là hoài tây cư sĩ ngài thường suy xét thấy rằng tất cả chúng sinh tạo vô số tội nghiệp trong đó có đến hơn một nửa là do hai nghiệp tà dâm và giết hại. Nhân đó, liền soạn ra hai quyển sách để khuyên răng người đời từ bỏ sự tà dâm và giết hại. Sách khuyên người bỏ sự giết hại lấy tên là Vạn Thiện Tiên Tư, lời lẽ thiết tha thành khẩn, ý tứ sâu xa cảm động lòng người. Theo lời Ngài kể lại, thì mỗi khi đi qua bất kỳ miếu thần nào cũng đều có lời khấn nguyện rằng nguyện chư vị thần linh hãy phát tâm xuất thế. Đừng thọ hưởng những đồ cúng tế bằng máu thịt chúng sinh. Một lòng thường niệm Đức Phật A-di-đà cầu vãng sinh Tây Phương tịnh độ. Chu tư nhân này kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời. Nguyện rằng nếu có tự tay giết hại dù một con cá nhỏ cho đến những người trong nhà tôi, nếu có ai làm tổn hại đến con mũi, con kiến xin tôn thần thẳng tay nghiêm trị, nổi lên sấm sét đánh nát những sách tôi viết ra. Lại kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, xuống sông gặp cá, ngẩng mặt thấy chim, nếu như không nghĩ việc cứu giúp phóng sinh mà còn khởi tâm giết hại, cũng xin chịu sự trừng phạt như trên. Lại kể từ năm 24 tuổi cho đến cuối đời, dù là trong giấc mộng, nếu thấy người giết hại chúng sinh mà không hết lòng xưng danh hiệu phật không khởi tâm cứu giúp ngược lại còn vui vẻ tán thành cũng xin chịu sự trừng phạt như trên về quyển sách khuyên người bỏ sự tham dục của tiên sinh tựa đề là dục hải hồi cuồng khuyên hết thảy những người nặng lòng tham dục trước tiên dùng phương tiện quán chiếu việc ở trong thai mẹ như tù ngục thấy rõ đủ mọi sự khổ não do đó liên dứt trừ được tâm tham dục. Tiếp theo, dạy người quán xét thân thể bằng xương thịt này là nơi hội tụ của đủ loại ký sinh trùng, thường lưu chuyển trong thân người. Ăn hút tủy não, máu thịt của người. Cách quán chiếu này được xem như mở ra phương tiện ban đầu của phép quán bất tịnh. Tiếp theo nữa, lại dạy việc quán chiếu thân thể kẻ nam người nữ đều chứa đựng những máu, mũ, đờm giải, đầy những thứ nhơ nhớp, chẳng khác nào một hố phân hôi hám, chất chứa phẫn uế. Dùng phép quán này làm phương tiện đối trị để dứt trừ tham dục. Tiếp theo nữa, lại dậy quán xác chết nằm cứng đờ ngửa mặt, khí lạnh thấu xương. Đến khi thối rửa, nước mũ vàng từ trong rỉ chảy ra, hôi thối không sao chịu nổi. Dồi bỏ rút rỉa khắp trong thân cắn rứt, cho đến khi da thịt đều hoại nát, xương cốt cũng tách lìa. Thậm chí trải qua thời gian rồi, mồ mã xói mòn, xương cốt lộ ra bị người, thú dẫm đạp. Quán xét như vậy rồi, thấy rằng chính thân thể này của mình cuối cùng cũng sẽ phải trải qua sự hư hoại như vậy, không khác. Tiếp theo lại quán chiếu theo như lời dạy trong Kinh Pháp Hoa về nhân duyên, về tướng sinh, tướng diệt, tướng không sinh, không diệt, đây là phương tiện dứt trừ đến tận cội nguồn tham dục. Tiếp theo lại quán tự thân mình ở thế giới cực lạc, hóa sinh từ hoa sen giữa hồ bảy báu. Hoa nở liền được thấy Phật A-di-đà ngự trên tòa sen báu, có đủ các tướng lành trang nghiêm thân Phật, lại thấy tự thân mình được lễ bái cúng dường Phật. Khi quán chiếu như vậy rồi, liền phát nguyện vãng sinh về thế giới cực lạc vĩnh viễn lìa thoát khỏi hố hầm tham dục. Phép quán này là phương tiện rốt ráo để đạt đến sự giải thoát. Tiên sinh lại biên soạn sách âm chất văn quảng nghĩa, giảng trọng nghĩa lý bài văn âm chất để khuyên người tinh sâu nhân quả, gồm hai quyển, sách Tây Quy Trực chỉ gồm bốn quyển, khuyên người tu tập niệm Phật cầu vãng sinh. Vào tháng Giêng, niên hiệu càn Long, năm thứ tư, Ngài từ biệt người nhà, nói là sắp về Tây phương cực lạc. Người nhà xin nấu nước thơm để tắm rửa, ngài gạt đi mà nói: "Ta vốn tắm nước thơm từ lâu rồi." Ngài vẫn cười nói vui vẻ an nhiên cho đến lúc qua đời. Khi ấy, có mùi hương thơm lạ ngào ngạt tỏa lan khắp nhà. Năm ấy, ngài thọ được 84 tuổi. mười điều thù thắng ở cõi tây phương một hóa sinh từ hoa sen khác biệt với cõi ta bà sinh trưởng từ bào thai hai sinh ra liền được tướng hảo đoan nghiêm khác biệt với cõi ta bà thọ thân xương thịt ô uế ba mặt đất khắp nơi bằng vàng rồng khác biệt với cõi ta bà đất cát dơ nhớp bốn y phục và thức ăn tự nhiên hóa hiện khác biệt với cõi ta bà thường chịu khổ đói rét năm cung điện tùy ý hiện ra khác biệt với cõi ta bà phải vất vả xây dựng sáu tùy ý đi lại giữa hư không khác biệt với cõi ta bà thân như túi da chứa đầy bệnh khổ bảy được sống chung cùng bạn lành yêu kính khác biệt với cõi ta bà oan gia thường đối mặt tám tuổi thọ dài lâu không thể suy lường khác biệt với cõi ta bà sống chết ngắn ngủi trong gan tất chín vĩnh viễn không còn thối chuyển khác biệt với cõi ta bà nghiệp duyên che chướng đường tu mười được thọ ký sẽ thành phật khác biệt với cõi ta bà nhiều lần luân chuyển trong ba đường ác từ điều thứ nhất đến điều thứ năm so sánh giữa ô uế với thanh tịnh khác biệt rất xa một trời một vực từ điều thứ nhất đến điều thứ tư và từ điều thứ sáu đến điều thứ mười so sánh giữa khổ não với an vui khác biệt rất xa một trời một vực các điều thứ tư thứ năm thứ chín và thứ mười so sánh giữa đời sống dễ dàng với khó khăn khác biệt rất xa một trời một vực đại sư liên trì rộng khuyên mọi người niệm phật nếu người giàu sang hiện được mọi sự thọ dụng nhân đó rất nên niệm phật nếu người nghèo khó gia đình suy vi khổ lụy nhân đó rất nên niệm phật nếu người có con tông đường đã có thể phó thác nhân đó rất nên niệm phật nếu người không con sống cô độc không ràng buộc nhân đó rất nên niệm phật nếu người có con hiếu an ổn được sự phụng dưỡng nhân đó rất nên niệm phật nếu người có con ngủ nghịch, không sinh lòng thương yêu lưu luyến, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người được thân thể khỏe mạnh, không bệnh tật, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người mắc phải bệnh tật, mạng sống mong manh trong sớm tối, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người cô quả, sống đơn chiếc, không ràng buộc, nhân đó rất nên niệm Phật. Nếu người bị tai nạn, gặp cảnh cùng khốn cùng, nhân đó rất nên niệm phật nếu người già yếu mạng sống chẳng còn bao lâu nhân đó rất nên niệm phật nếu người tuổi trẻ tinh thần sáng suốt nhanh nhạy nhân đó rất nên niệm phật nếu người sống an nhàn trong lòng không bị điều gì quấy nhiễu nhân đó rất nên niệm phật nếu người bận rộn thỉnh thoảng mới có được đôi khi rảnh rỗi nhân đó rất nên niệm phật nếu là người xuất gia sống vượt ngoài thế sự nhân đó rất nên niệm phật nếu là người tại gia rõ biết ba cõi như căn nhà đang cháy cần phải thoát ra nhân đó rất nên niệm phật nếu là người thông minh trí tuệ hiểu thấu ý nghĩa kinh điển nhân đó rất nên niệm phật nếu là người ngu si đần độn không có được bất kỳ khả năng gì khác nhân đó rất nên niệm phật nếu là người tu tập pháp thiền ngộ ra được tất cả các pháp đều do tâm tạo nhân đó rất nên niệm phật nếu là người tu theo đạo tiên cầu được sống lâu muôn tuổi nhân đó rất nên niệm phật niệm phật có chín điều thù thắng một câu Phật hiệu chỉ có ít chữ rất dễ niệm không như kinh chú rất khó trị tụng hai có thể niệm phật ở bất cứ đâu không nhất thiết phải đối trước bàn thờ Phật ba có thể niệm Phật bất kỳ lúc nào, không nhất thiết phân biệt lúc sớm tối, khi bận rộn hay nhàn rỗi. 4. Ai ai cũng có thể niệm Phật, không phân biệt kẻ sang người hèn, kẻ trí người ngu. 5. Người niệm Phật được tăng trưởng phước đức. 6. Người niệm Phật được tiêu trừ tội nặng. Trong kinh dạy rằng, chí tâm niệm Phật một tiếng, có thể tiêu diệt 80 ức kiếp tội nặng trong sinh tử. 7. Người niệm Phật được chư thiên, các vị thần đều cung kính. 8. Người niệm Phật thì loài quỷ xấu ác đều phải tránh xa. 9. Người niệm Phật khi lâm chung được vãng sinh, nhất định sẽ được Đức Phật thọ ký. Một số khái niệm trong Đạo Phật về Luân Hồi một Các tầng trời trong ba cõi Cõi dục, sáu tầng trời Cõi sắc, mười tám tầng trời bao gồm sơ thiền ba tầng trời, nhị thiền ba tầng trời, tam thiền ba tầng trời, tứ thiền chín tầng trời, cõi vô sắc bốn tầng trời, tổng cộng có hai mươi tám tầng trời trong ba cõi. Hai, bốn cách sinh, tứ sinh, bao gồm các chúng sinh được sinh ra từ trứng, noãn sinh, từ bào thai, thai sinh, từ sự ẩm ướt, thấp sinh, và từ sự biến hóa, hóa sinh. 3. Sáu cõi luân hồi, lục đạo. 1. Cõi trời của chư thiên. 2. Cõi người của nhân loại. 3. Cõi Atula. 4. Cõi địa ngục. 5. Cõi ngạ quỷ. 6. Cõi súc sinh. Có một số cách phân biệt khác nhau đối với sáu cõi này. Như khi nói hai đường lành thì chỉ đến hai cõi trời và người nhưng khi nói ba đường lành thì bao gồm thêm cõi atula tương tự khi nói đến ba đường ác thì chỉ đến các cõi địa ngục ngạ quỷ và súc sinh nhưng khi nói bốn đường ác thì bao gồm thêm cõi atula như vậy chỉ riêng cõi atula có thể được xem như cõi lành thiện đạo hoặc cõi ác ác đạo bảy phép quán bất tịnh quán xét việc ở trong thai mẹ bất tịnh một quán xét chủng tử bất tịnh vì từ nơi ái dục mà sinh ra hai quán xét việc thọ sinh bất tịnh vì từ nơi tinh trùng và máu huyết trộn lẫn mà thành ba quán xét chỗ trú ngụ bất tịnh vì thai nhi nằm bên dưới tạng phủ bốn quán xét thực phẩm nuôi dưỡng bất tịnh vì thai nhi sống nhờ máu huyết người mẹ Quán xét việc sinh ra khỏi thai mẹ bất tịnh. 5. Quán xét việc sinh ra là bất tịnh vì thai nhi phải đi qua đường bất tịnh. 6. Quán xét khắp thân thể đều bất tịnh như trong ruột luôn chứa đầy phẫn uế. 7. Quán xét đến rốt cùng là bất tịnh vì khi sinh mạng chấm dứt, thân thể hư hoại, thối rữa. Ba hạng người quyết định sẽ được vãng sinh. Kinh Thập Lục Quán dạy rằng, những người tu tập các pháp quán trong kinh này có ba hạng người quyết định sẽ được vãng sinh. Thứ nhất là những người biết hiếu dưỡng cha mẹ, giữ tâm từ bi, không giết hại vật mạng, tu tập mười nghiệp lành. Thứ hai là những người đã thọ tam quy, nghiêm trì đầy đủ giới luật, không phạm vào các oai nghi do Phật chế định thứ ba là những người phát tâm bồ đề, tụng đọc kinh điển đại thừa, khuyến khích khuyên bảo người khác cùng tu tập. Năm tâm lành giúp người tu chắc chắn được vãng sinh. Một, phát tâm chán bỏ xa lìa, vì quán xét thấy thế giới ta bà này có đủ tám loại khổ là nơi oan gia tụ hội. Hai, phát tâm mến mộ yêu thích, vì quán xét thấy thế giới Tây Phương cực lạc có vạn điều phúc lành trang nghiêm cõi nước, thọ mạng dài lâu không thể suy lường. 3. Phát tâm báo đáp ân đức vì quán xét thấy công ơn cha mẹ, các bậc sư trưởng đều hết sức lớn lao, chỉ khi thành Phật mới có đủ khả năng đền đáp nên cầu được vãng sinh về Tây phương Cực Lạc, được thọ ký thành Phật. 4. Phát tâm sợ sệt vì quán xét thấy nếu không được vãng sinh về cực lạc thì nhất định phải chịu nghiệp quả trôi lăn trong ba đường ác. Năm, phát tâm từ bi thương xót, vì quán xét thấy tất cả chúng sinh đang chịu nhiều khổ não, nguyện được vãng sinh thành Phật để cứu độ tất cả. Chính phép quán tưởng tử thi. Một, quán tưởng tử thi mới chết, thân thể nằm ngửa cứng đờ, khí lạnh thấu xương. 2. quán máu đông ứ động trong thân, sau khi chết được 3-4 ngày, xác chết biến thành màu xanh tím thâm đen. 3. quán chất mũ rỉ chảy ra, khi thân thể xanh tím trương sình vỡ ra, máu mũ hôi hám rỉ chảy khắp nơi. 4. quán xác chết tan rã hư hoại, khi máu mũ thịt da đều tan rã, chỉ còn như một đống xương thịt thối nát. 5 quán xương cốt hôi thối. Khi chỉ còn lại nắm xương tàn nơi thi thể đã phân hủy hết, mùi hôi thối bốc lên kinh khủng đến mức những người thân yêu nhất cũng phải bịt mũi tránh xa. 6. Quán dòi bọ rút rỉa Trong suốt thời gian xác chết phân hủy, vô số các loại dòi bọ sinh ra rút rỉa khắp thi thể. 7. Quán xác chết đã phân hủy hết, chỉ còn lại các đốt xương được dính với nhau nhờ các dây gân 8, quán các dây gân cuối cùng cũng tan rã hết, chỉ còn lại những đốt xương trắng rời rạc nằm rải rác. 9. Quán những đốt xương cuối cùng rồi cũng khô mục, hư hoại, dần dần tiêu tán hết. Khi thực hành chính phép quán trên đây, đều thấy rõ rằng chính bản thân mình trong tương lai chắc chắn rồi cũng không tránh khỏi những tiến trình ấy. Do đó phải sớm nhận biết, hiểu rõ, mà lo việc niệm Phật cầu sinh tịnh độ. Phép quán xương trắng Trong phép quán này, hành giả quán chiếu những điều mình theo đuổi, bám giữ trong suốt cuộc đời, bao gồm con cái, tiền bạc châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, quan tước địa vị, danh dự, tri thức, tài nghề. Tám điều ấy, rốt cùng khi chết đi, đều chẳng mang theo được, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng nên có thơ rằng một khi quán xét kỹ mọi điều hết thảy buông tay chẳng mang theo sau không sớm liệu đường tu tập thoát khổ về tây vẹn muôn bề bảy điều đáng tiếc một đức phật a di đà vốn có lời nguyện lớn cứu khổ chúng sinh nhưng ta lại không đến được đài sen vàng nơi cực lạc diêm chúa thật vô tình chẳng thương xót ai nhưng ta lại tự chuốc lấy hình phạt nơi ấy đó là điều đáng tiếc thứ nhất hai hoa đồng cỏ nội sớm nở tối tàn lại trăm cách tìm cầu nhưng không cầu sinh về nơi có rừng cây báu vĩnh viễn không tàn úa đó là điều đáng tiếc thứ hai ba hiện tại đang phải chịu nỗi khổ đói rét nhưng không cầu sinh về nơi có y phục thức ăn tự nhiên hóa hiện đó là điều đáng tiếc thứ ba. 4. Người đời từ xưa đến nay vốn đều không tránh khỏi cái chết, nhưng lại chưa từng thấu hiểu được sau khi chết sẽ đi về đâu, đó là điều đáng tiếc thứ tư. 5. Hiên nhà quán chợ tồi tàn mà trọn đời cứ vất vả kinh doanh mưu lợi, nhưng lại không cầu sinh về nơi có cung điện nguy nga bằng bảy báu, đó là điều đáng tiếc thứ năm. 6. Bệnh tật nhỏ nhặt đã lo lắng cầu thầy chữa trị, nhưng lại không cầu sinh về nơi vĩnh viễn không tật bệnh. Đó là điều đáng tiếc thứ sáu. 7. Băng rừng vượt suối, lên núi xuống ngàn, đều là vì mong cầu tìm thầy học đạo. Nhưng Phật A-di-đà hiện tại đang thuyết pháp, lại không cầu được gần gũi để chiêm bái nương theo. Đó là điều đáng tiếc thứ bảy. Từ điều thứ nhất đến điều thứ sáu đều là do không rõ biết các điều thứ nhất thứ hai thứ tư thứ sáu và thứ bảy là do không có lòng tin Fuck. Yeah.